Phần thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ sensortower.com để theo dõi lượng traffic của app đối thủ, bao nhiêu lượt download và cái rank thứ hàng top của cái app đó, và chúng ta cũng có thể tìm hiểu được cái revenue, cái thu nhập của cái app đối thủ là bao nhiêu của mỗi tháng. Thì các bạn mở cái Sensor Tower ra, thì trong phần Sensor Tower thì chúng ta sẽ copy cái app khi này mình đã tìm hiểu và mình nghiên cứu ở bên Searchman ha. Các bạn chạy vào đây thì nó hiển thị lên cái app đối thủ này. Ok, rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần là App Intelligence. Nhấp chọn cái này thì phần dashboard nó hiện ra, và trong phần này thì đây là cái ô để thể hiện cái review về những ngày review per day. Thì những cái review này là những cái tăng thử hàng rate của những cái user để mà phát triển từng ngày trong cái app này. Theo cái cột biểu đồ chart này thì chúng ta thấy được app này nó có những tăng dần của review, số lượng review của một số lượng review của user càng ngày càng tăng ha. Rồi bên phải màn hình thì đây là cái cột thể hiện cái thông số download của một tháng July 2018, đây là tháng 7 rồi, thì cái số lượng download của cái app đối thủ này là 2 triệu lượt download. Revenue thì tổng dưới 5.000, sắp sử dụng 5.000 cái thu nhập đó. Ok, đây là cái tổng số rating ha. Và các bạn kéo xuống trong cái ô đó là category ranking history, đây là cái ô thể hiện cái lịch sử của cái thứ hàng top, đứng thứ hàng rank của cái app này bao nhiêu ở trên từng cái vị thứ mấy, bao nhiêu ở trên cái Google Play Store. Thì cái biểu đồ này càng tăng lên và thông số này càng giảm thì đây là cái thể hiện cái rank nó cao. Ok, đây là screenshot của cái app này ha. Và đây là cái những cái review của user, các review của app này. Ok, cái bài có cái phần category ranking thì rồi xem nhỏ rõ hơn về cái phần ranking ha. Và ranking của thứ hàng của app này, đối với chúng ta search thì từ iTunes Directory thì nó tên vị trí hiện tại hôm nay, nhưng ngày hôm nay là bệnh viện thứ 3 trong cái bệnh viện thứ 3 trong cái top của Google Play Store. Thì để mình chuyển tiền được thì chúng ta sử dụng cái Play Store và chúng ta search thì chủ yếu là chỉ sử dụng là an hay đang như là đây. Ok, bây giờ nó định hôm nay nó định thị từ thứ 1, 2, 3, 4, 5 đó, đây nó định thị từ 6 ha. Ok, rồi đây là những cái thông số như vậy ha. Rồi sau khi chúng ta nghiên cứu tìm hiểu thành một xong thì bây giờ mình sẽ chúng ta sẽ xác định theo dõi những cái thông số này. Thứ nhất là cái lượng download thì chúng ta sẽ ghi vào lượng download mỗi tháng là 2 triệu lượt download ha. Rồi revenue đến top mấy thì chúng ta sẽ ghi vào đường thứ top 3 ha, đi từ top 3 đây. Ok, và revenue thì cũng giữ 5.000 ha. Rồi như vậy mình đã có được một cái form để mà chúng ta theo dõi nghiên cứu những cái app, những cái khu vực và cái lượng download của mỗi tháng của app đối thủ đó và lượng rank của app đối thủ đó, để chúng ta có thể sử dụng những cái khu vực nha. Để đưa vào trong phần dashboard tiếp của mình, để tối ưu hóa thì app store, optimize trên store của mình. Ok,
Đây là một cái phần quảng cáo quan trọng trong việc phát triển được marketing sau này.